Vũ Hán mở phòng cách ly đặc biệt, hỏa táng người chết vì virus corona. Bất cứ ai ở Vũ Hán có dấu hiệu ho, viêm phổi và những người có tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân nhiễm virus corona sẽ được cấp chỗ ở và điều trị miễn phí tại các trung tâm theo dõi. Theo South China Morning Post, nhà chức trách ở Vũ Hán, tâm điểm đợt bùng phát dịch bệnh do virus corona, sẽ buộc những người có triệu chứng nhiễm bệnh hoặc những người đã tiếp xúc gần gũi với các bệnh nhân phải ở lại các khu vực cách ly được thiết kế đặc biệt. Khi được đưa vào khu vực cách ly này, những người bị nghi nhiễm virus corona sẽ được cung cấp chỗ ở và điều trị y tế miễn phí, theo thông báo của cơ quan y tế thành phố. Động thái này được đưa ra sau khi cơ quan chỉ đạo phòng chống và kiểm soát dịch viêm phổi do virus corona của tỉnh Hồ Bắc nhấn mạnh việc phải cách ly tất cả các bệnh nhân nghi nhiễm bệnh. Theo đó, tất cả các trường hợp nghi nhiễm virus corona nên được đi cách ly, xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị để ngăn ngừa tình trạng lây nhiễm chéo. Tất cả các địa phương nên đẩy nhanh thành lập các khu bệnh cách ly, phòng bệnh cách ly tại bệnh viện và trưng dụng các cơ sở y tế khác để phục vụ công tác cách ly. Giới chức trách Trung Quốc ngày 1 tháng 2 cho biết các đám tang cũng nên tổ chức đơn giản và nhanh gọn để tránh tụ tập đông người và các thi thể của bất cứ nạn nhân virus corona nào cũng nên hỏa táng càng sớm càng tốt. Các nhân viên tổ chức tang lễ nên mặc đồ bảo hộ và kiểm tra thân nhiệt để tránh nguy cơ bị nhiễm virus corona. Trong nỗ lực khống chế virus corona, Trung Quốc đã ban bố các hạn chế đi lại nghiêm ngặt và kéo dài kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán khi hàng trăm triệu người di chuyển khắp đất nước để trở về thăm gia đình. Các trường học trên cả nước đã được khuyến cáo chưa mở cửa trở lại, trong khi giới chức trách hối thúc các nhà máy hoãn lịch trở lại làm việc. Người dân cũng được yêu cầu không tụ tập đông đúc. Trong vòng một ngày, dịch bệnh viêm phổi cấp Vũ Hán do virus corona gây ra đã khiến cho 45 người tử vong và có 2.590 ca nhiễm mới, theo thống kê của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc trong cuộc họp báo hàng ngày ở thủ đô Bắc Kinh. Kết quả này khiến cho tổng số ca nhiễm virus corona trên toàn quốc lên tới 14.380 trường hợp và số người tử vong vì dịch bệnh viêm phổi cấp Vũ Hán do virus corona gây ra đã lên tới 304 người. Đã có thêm 1.921 trường hợp được phát hiện tại tỉnh Hồ Bắc, tâm điểm của đợt bùng phát bệnh viêm phổi cấp Vũ Hán do virus corona gây ra. Tính đến ngày 2 tháng 2, nâng tổng số ca nhiễm tại tỉnh lên tới 9.074 ca. Dịch bệnh viêm phổi cấp Vũ Hán do virus corona gây ra đã lan rộng trong bối cảnh người dân Trung Quốc di chuyển khắp đất nước và đi du lịch nước ngoài trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán bắt đầu từ vài tuần trước. Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố tình trạng bệnh khẩn cấp toàn cầu, nhưng không khuyến cáo hạn chế thương mại hoặc là ngừng các hoạt động du lịch. Hiện có hơn 20 quốc gia đã phát hiện người nhiễm virus corona với trường hợp tử vong đầu tiên được ghi nhận ngoài Trung Quốc diễn ra tại thủ đô Manila, Philippines. Nạn nhân là một công dân Trung Quốc đến từ thành phố Vũ Hán, nơi đầu tiên bùng phát dịch viêm phổi cấp Vũ Hán do virus corona gây ra. Virus corona được cho là bắt nguồn từ chợ buôn bán hải sản và động vật hoang dã Hoa Nam ở trung tâm thành phố. Vậy thì vì sao người chết vì virus corona ở Trung Quốc không được tổ chức tang lễ? Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, người chết vì virus corona ở Trung Quốc sẽ không được tổ chức tang lễ nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan. Người chết vì virus corona ở Trung Quốc sẽ không được tổ chức tang lễ. Đây là một trong những quy định vừa được Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc NHC ban hành hôm ngày 1 tháng 2. Theo đó, quy định mới yêu cầu tất cả các bệnh nhân tử vong do virus corona chủng mới nCoV phải được hỏa táng tại cơ sở gần nhất. Các nghi lễ phúng viếng hoặc là các hoạt động tang lễ khác sẽ không được tổ chức, NHC thông báo. Trường hợp một bệnh nhân nhiễm virus corona tử vong tại Trung Quốc, các nhân viên y tế sẽ phải tiến hành các biện pháp theo hướng dẫn của NHC sớm nhất có thể. Đầu tiên thì nhân viên y tế tại cơ sở điều trị phải khử trùng và niêm phong thi thể bệnh nhân. Thứ hai là nhân viên y tế sẽ cấp giấy chứng tử và thông báo cho gia đình bệnh nhân. Tại thời điểm này thì các cơ sở tổ chức tang lễ tại địa phương sẽ được liên lạc. Thứ ba là nhân viên tang lễ sau đó sẽ đến lấy thi thể để đưa về hỏa táng, giấy chứng nhận hỏa táng sau đó sẽ được cấp. Không ai được phép thăm viếng trong thời gian quá trình này diễn ra. Tuy nhiên, người thân được phép nhận lại tro cốt sau khi hỏa táng xong và có giấy chứng nhận, NHC cho biết. Một thông báo trước đó của Bộ Nội vụ khuyến cáo người dân tổ chức tang lễ nhanh chóng và đơn giản, tránh tụ tập đông người khiến cho dịch bệnh lây lan. Dịch viêm phổi cấp Vũ Hán do virus corona nCoV-2019 khởi phát tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc được báo cáo lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2019, sau đó lan ra nhanh chóng. Tính đến sáng ngày 2 tháng 2 thì virus corona đã cướp đi sinh mạng của 304 người, trong đó có hơn 14.000 người mắc bệnh. Bên cạnh thành phố Vũ Hán thì còn có một thành phố khác cũng đang trở thành tâm dịch bị phong tỏa.
Thành phố Ông Châu phía đông Trung Quốc hạn chế đi lại, đóng cửa các tuyến đường ngày 2 tháng 2. Đây là biện pháp mạnh nhất cho đến nay của một địa phương bên ngoài tâm dịch viêm phổi cấp Vũ Hán do virus corona gây ra tại tỉnh Hồ Bắc. Một hộ gia đình chỉ được một người ra ngoài mỗi 2 ngày để mua các nhu yếu phẩm. Theo giới chức thành phố 9 triệu dân này thì 46 trạm thu phí trên cao tốc đã đóng cửa. Tỉnh Chiết Giang có số ca xác nhận nhiễm virus corona cao nhất bên ngoài tỉnh Hồ Bắc. Trong đó, Ôn Châu có 265 ca, tính đến sáng ngày 2 tháng 2, theo AFP. Trước đó, thì thành phố là trung tâm sản xuất công nghiệp này đã ra lệnh hoãn mở lại các văn phòng công quyền cho đến ngày 9 tháng 2, các doanh nghiệp tư nhân đến ngày 17 tháng 2 và trường học cho đến ngày 1 tháng 3, theo AP. Theo China Daily, thì Ôn Châu có mật độ dân số đông gấp 5,5 lần trung bình ở Trung Quốc, 774 người trên 1 km vuông và quận đông dân nhất lên tới 4.399 người trên 1 km vuông, làm tăng nguy cơ lây lan virus corona chủng mới. Và có 180.000 người từ Ôn Châu làm ăn hoặc là học tập ở Vũ Hán, nơi dịch bùng phát đầu tiên. Phó thị trưởng Ôn Châu Tang Sau Su cho biết trong họp báo ngày 29 tháng 1 rằng số ca nhiễm virus corona Vũ Hán ngày càng tăng ở thành phố cảng cách Vũ Hán 10 tiếng, là do 33.000 người từ Vũ Hán trở về Ôn Châu. Động thái của Ôn Châu diễn ra sau động thái tương tự ở Hoàng Cương, thành phố thuộc tỉnh Hồ Bắc đang đứng thứ hai về số ca nhiễm. Ngày 1 tháng 2, thì Hoàng Cương cũng tuyên bố chỉ một người từ mỗi hộ gia đình được ra ngoài mua đồ ăn cứ mỗi 2 ngày, biện pháp kiểm soát gắt gao nhất cho tới nay ở Trung Quốc, theo như AP. Trong ngày 1 tháng 2, nâng tổng số ca tử vong lên 304 người. Tổng số ca nhiễm trên thế giới lúc này là 14.551 trường hợp, tính đến sáng ngày 2 tháng 2, vượt xa con số nhiễm trong dịch SARS năm 2002 đến năm 2003. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 31 tháng 1 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu vì dịch viêm phổi do NCOV đã lan đến hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Chiều ngày 1 tháng 2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc công bố dịch viêm phổi hô hấp cấp do NCOV ở Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam ghi nhận 7 ca dương tính với virus corona. Trước diễn biến khôn lường của đại dịch viêm phổi hô hấp cấp Vũ Hán do virus corona này, bản thân mỗi chúng ta cần phải chủ động phòng tránh để bảo vệ chính mình. Các bạn đừng quên đeo khẩu trang khi đi ra ngoài nha và nhớ rửa tay thường xuyên bằng xà phòng để sát trùng vi khuẩn. Trên đây là những cập nhật mới nhất về tình hình đại dịch virus corona của Blog Travel Việt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký để nhận thêm nhiều thông tin mới về dịch bệnh viêm hô hấp cấp Vũ Hán do virus corona. Xin chào và hẹn gặp lại!